đây sẽ là một tựa game mà các bạn rất thích. Đó chính là đoán bộ phận cơ thể các thành viên Schannel. Nào, chúng ta hãy cùng nhau đến với thành viên đầu tiên. Linh xin. Ôi trời ơi. Okay. Bây giờ chiến thuật của bọn mình là phải trả lời thật nhanh, kể cả sai cũng nhanh. Hà Huy. Đúng rồi. Biết lông. Sai. Không phải biết lông. Thế thì tay này có khi là của anh. Anh Tân à? Anh Tân. Thế thì ai được nhỉ? Đừng có nghĩ nữa mà. Cứ trả lời bừa bừa đi. Nhưng mà còn con trai nào văn phòng? Anh gợi ý đi ạ. Gợi ý được không? Gợi ý á. Thế nào? Anh tuổi. Dư tiền không? Dư tiền. Đi rồi. Lại dư nữa anh không biết. Không biết. Không đi. Sai. Sao lại thế? Đây là sai rồi. Nè, đúng rồi. Ôi trời ơi.
vậy? Sai. Anh kém cỏn quá. Đây chính là chỉ vi đúng không ạ? Ôi trời ơi. Dễ đáng lắm đó. Mũi mũi này giống mũi của thằng Long rồi. Thằng Long đúng không? Không phải thằng Long không? Anh Chiều đúng không? Anh Chiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hẹn gặp lại các bạn trong những trò chơi tiếp theo. Bye bye.